Đối với giáo viên, khái niệm thưởng Tết dường như chỉ quen thuộc với các trường ở thành phố lớn, còn ở vùng cao thì lại rất xa lạ. Câu chuyện sau đây của những giáo viên trường tiểu học Lầu Sử Thàng, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, địa phương còn nhiều khó khăn trong công tác giáo dục. Cô giáo Dương Thị Anh quê ở Hưng Yên, gắn bó với điểm trường này từ năm 2010. Đến nay, cô đã 5 năm miệt mài gieo con chữ nơi vùng cao biên giới, chấp nhận cảnh xa gia đình, chồng con. Thu nhập của cô trong tháng Tết này cũng như các tháng khác trong năm được hơn 5 triệu đồng, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp biên giới, phụ cấp thu hút. Còn thưởng Tết, quà Tết là chuyện rất xa vời. Tiền thưởng Tết thì không có, mà lương thì cũng rất là ít ỏi thôi, thế nên là xong rồi lại đi lại tàu xe, thế nên là cái việc mà tiền để sắm Tết cùng với lại gia đình thì cũng còn hạn chế lắm, nên là cũng mua được sắm được ít thôi, nhưng mà chỉ là thêm vào cùng với lại các cái thành viên trong gia đình để sắm sửa cái Tết thôi. Trường tiểu học Lầu Sử Thàng có 5 điểm trường với 204 học sinh, chủ yếu là dân tộc Mông và Nùng. Mỗi khi Tết đến, dù không có thưởng, nhưng những giáo viên ở đây vẫn trích những đồng lương vốn ít ỏi của mình để mua quần áo, đôi dép, bánh kẹo để cái Tết của học trò nghèo tươm tất hơn. Trước khi nghỉ thì chúng tôi đi đến chúc Tết các em và động viên các em là cố gắng đi học. Với trường tôi thì rất là khó khăn, thì chuẩn bị nghỉ tất niên hoặc là Tết thì chúng tôi đều góp nhau vào để tổ chức một bữa cơm thôi. Khoảng 100.000 một bữa cơm. Chúng tôi là chưa được nhận thưởng Tết nên là chúng tôi cũng quen rồi. Huyện Mường Khương có gần 1.800 cán bộ giáo viên. Địa bàn này kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc thưởng 200.000 đồng cho mỗi giáo viên mua quà Tết là khó cân đối. Bởi thưởng Tết cho cán bộ giáo viên phụ thuộc vào các trường tự cân đối nguồn tiết kiệm. Thật sự đây là một cái điều mà chúng tôi cũng rất là trăn trở đối với lại giáo viên của trường tôi cũng như là giáo viên trong toàn huyện, thì cái sự thưởng Tết của giáo viên thì không có. Chúng tôi chỉ thưởng cho nhau bằng tinh thần thôi, bởi vì do cái nguồn kinh phí xã hội hóa ở địa phương của tôi thì chúng tôi không thể gọi xã hội hóa được, bởi vì 100% phụ huynh học sinh là con em dân tộc thiểu số, và gia đình các em chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, nhưng mà cũng rất là khó khăn trong quá trình vận động xã hội hóa. Với các giáo viên ở xã biên giới Dìn Chin, những em học sinh đi học chuyên cần, không học tập giang dở đã là phần thưởng Tết lớn lao đối với các thầy cô.